Ừ. Hợp lý ấy, chúng ta hợp lý là thắng rồi về luôn. Thế đó. 10 giờ có nhật thực mà. 10 giờ. Qua rồi. Giờ. Đi đâu không biết. Đi ở trên. Dạ. Cái ekip của bạn Sơn thì là cao nhất. Cao thì bạn Đạt kia biết bé chứ bé nhỏ. Ông Đạt biết bé đấy à? Bé Đạt nhỏ đấy à? Bé nhỏ. Bé nhỏ. Cô giáo bé nhỏ.
Ok mọi người, bây giờ mình cũng em này 3 tuổi mà chỉ đi bé thôi đi. Chúng ta hát cho biết nha. Vừa được lắng nghe ca khúc của bạn tên là Yêu Lạnh Từ Đầu. Và mọi người cho Hùng hỏi mọi người nhá, để xem coi cái khả năng cảm âm nhạc của mọi người thế nào. Mọi người vừa nghe Hùng hát bài này nhưng mọi người có thấy là cái la nó đang bị vấn đề không? Cái la nó đang bị vấn đề là cứ hát vài câu thì nó bị chậm nhịp và mình không thể đi xa được cái la. Cho nên nãy giờ mình đang cố để đi gần hơn với mọi người nhưng mà đi xa quá thì cái bích nó lại bị cả nhắc. Đó, ok mọi người, do ngày hôm nay đi ra ngoài phố, mình không hề biết là chúng ta sẽ có thể là hát hò giao lưu với nhau như thế này. Nhưng mà vô tình mà mình gặp được cái la này thì Hùng cũng đã gửi tặng cho mọi người một ca khúc rất là tuyệt vời rồi. Hy vọng rằng là mọi người chúng ta có thể là đón nhận những cái điều đó và trong thời gian sắp tới chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau trên cái hành trình tuyệt vời này được không, gia đình Báo ơi? Yeah, cảm ơn mọi người nhiều. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu chia sẻ một xíu nha. Bây giờ mình đứng đây đi, mày đi chóng mặt quá, chuẩn bị tao bị rối loạn tiền đình của mày rồi đó. Chuẩn bị tâm mất xỉu cho đây mọi người. Ok mọi người ơi, mùa này thì thời tiết nó cũng khá là thay đổi cho nên là chúng ta rất là dễ bị bệnh. Nhưng mà mọi người chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta cũng giữ gìn sức khỏe được không mọi người? Không biết là bao lâu nữa chúng ta có thể là gặp nhau ở trên cái con đường này, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đang có mặt trong cái khoảnh khắc này, đó là một cái điều rất là tuyệt vời rồi. Và
Hồng thì rất là thích một câu nói, đó là chúng ta sẽ không biết được giá trị của một khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành kỷ niệm. Vậy mọi người có nghĩ rằng là ngày hôm nay chúng ta gặp ở đây là kỷ niệm với nhau không mọi người? Ai thấy đi thêm một tràng thật lớn cho mọi người đúng không ạ? Yeah, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây, sao? Cái đây. Nghe không rõ cái gì anh hơi bị không biết thì không thể trả. Nói là âm hồn ơi, bịch quý là. Người ta bắt 4 lớp kia này xong rồi được. Rồi, ok mọi người ơi, ngày hôm nay lẽ ra là cái việc mà Hùng đứng đây hát là hoàn toàn không có trong cái chương trình. Ngày hôm nay thì Hùng chỉ nhận được lời mời của những anh chị và mọi người ở trong FC thuộc là gia đình báo Hà Nội. Mọi người muốn là mình ra bên cái tượng đài Lý Thái Tổ để cùng giao lưu với mọi người thôi, nhưng mà không nghĩ là tình cảm của mọi người đông như thế này. Hy vọng rằng là chúng ta có thể là cùng nhau kết nối những cái điều tích cực của trong cuộc sống. Bây giờ thì Hùng chỉ được phép hát một bài nữa thôi, bài tặng cho mọi người, thì không biết là mọi người muốn nghe bài nào nhất mọi người. Vợ tuyệt vời nhất sợ ngày mai em đi mất là một trong hai bài. Mày chưa, mày tiếng trái tim anh là cái la này hát không được, cái la này nó cả nhạc nó không phù hợp với. Bây giờ một trong hai bài mình đọc tên ra, bài nào mà được sự ủng hộ của mọi người nhiều nhất thì mình sẽ hát bài đó nha. Đầu tiên là bài Vợ Tuyệt Vời Nhất này. Chết cha rồi, thì như mình bị gãi kèo. Bài thứ hai, Sợ Ngày Mai Em Đi Mất. Có thích bài nào nhiều hơn? Người thì hai, người thì một, không biết hát bài nào luôn. Chết rồi. Hát cả hai bài hả? Nhiều khi mời tôi lên phường thì sao mọi người? Đó, tôi lên phường có ai đành lòng lên để mà hỗ trợ tôi đưa về nhà? Đây, để tôi hỏi mọi người cho. Số 1 hay số 2? Tao thấy mày là căn bậc 10 rồi đó con. Nè, các bạn chọn số 1 đúng không? Bên nào chọn số 1 ra lớn luôn. Đó, số 1. Sao mày không hỏi số 2 đi? Mời Vương Quân. Tao sợ mày, mình là lên chức trùng cuối trên trường rồi đó. Rồi ok, vậy thì theo cầu tất cả mọi người đây, chúng ta sẽ đến với số 1. Số 1 đâu? Hình như con này nó mua chuộc mọi người. Em ơi, em ơi, hình như chúng mình tên chúc đã bị tét rồi. Cho em xin cái bát của cái iPad này, tao không biết mở lên. Đây rồi, ok. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ hát bài theo yêu cầu của tất cả mọi người nha. Đây là do mọi người chúng ta yêu cầu chứ mình cũng chẳng muốn đâu. Ai biết gì đâu? Ai biết gì đâu? Nãy giờ ông ơi, em không, em ai ca phải số 1 đâu, tại nào mãi quá mày gai mọi người đó. Ok mọi người, mình đang rất là bị nghẹt mũi nên mọi người hát cùng với Hùng bài hát này nha. Và bây giờ mọi người giúp Hùng một việc được không, Hà Nội ơi? Ánh đèn flash điện thoại của tất cả mọi người có thể mở.
mọi người bảo là số 1 nhiều nhất tôi mới hát chứ đừng làm được hát bài sợ rồi mẹ. Khổ quá, hình như là mình đang bị bệnh, mình hát nó tình cảm hơn đúng không mọi người? Nhưng mà thực ra là nhờ có tất cả giọng ca ở đây đấy. Thôi lỡ rồi thì mình sẽ hát bài cuối cùng là Ngày Mai Em Đi Mất của mọi người yêu cầu nhá. Chết rồi, cái bài này là cái bài mà lúc là cái con nhỏ nào nó đi theo dai á mọi người. Đâu biết gì đâu. Ok mọi người, hôm nay đây là ca khúc cuối cùng mà Hồng Dịch tặng cho tất cả mọi người. Mặc dù là ngày hôm nay là cái bài cái việc mà hát như thế này nó không có trong chương trình. Ôi trời, cái gì mày? Trời ơi, trời. Bà mẹ. Từ từ mọi người ơi, cái này nó bị liệt. Ngày mai. Đây, ngày mai em đi mất. Rồi, ok. Giờ mai Hùng đi mất. Tắt cái mic của đó đi, nó bị hú đi mày ơi. Mày để một cái mic thôi, mày để hai cái mic nó hú nó không hát được. Ok. Cái loa này nó đâu phải là loa chất lượng đâu. Đó, ok mọi người. Hùng hỏi thật lòng mọi người một câu. Mọi người chúng ta xem Hùng ở trên live stream. Mi ơi. Em tắt cái mic của Mi giùm em cái. Được chưa? Rồi mọi người cho Hùng hỏi một câu trước khi Hùng đến với bài hát này. Mọi người xem Hùng ở trên live stream nhiều rồi, mọi người gặp Hùng ở ngoài đời, mọi người thực sự có thấy Hùng là người nhiệt tình không mọi người? Nó thực sự là năng lượng không mọi người? Có đúng với người kết nối không mọi người? Thì thêm một chào với tay trên thầy chủ nhiệm được không mọi người? Yeah, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hùng xin được chia sẻ lại là lẽ ra là ngày hôm nay mình ra đây mình không hề biết là sẽ có cái chương trình như thế này, nhưng mà do mọi người chúng ta yêu mến và yêu cầu nên Hùng sẵn sàng có thể đứng đây để mang lại cho mọi người những cái niềm vui. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc mọi người chúng ta nãy giờ là yêu cầu rất là nhiều, và đây có thể là ca khúc cuối cùng Hùng dành tặng cho mọi người nhá. Rồi ngày mai em đi mất, bạn này mà còn lưu lại cái lúc mà tôi ở nhà tôi bóp chai sữa tắm nữa, một xíu nữa thôi khoảng mẹ nó ra ngoài rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với một bài khúc đượm tình. Mở lên là sao ta? Một hai ba vô. Rồi từ rồi ok, bài hát cuối cùng nha mọi người. Bài này nhạc hơi nhỏ.
Cảm ơn rất nhiều. Nhìn vào trong đôi mắt của mày ta thấy toàn là ghen thôi. Không hả, ông hiểu sao mà ông ca tay ta không hề có những cái động tác đó mà mày cứ chú ý và mày tưởng tượng ra những cái hình thức nó vươn tầm trung lòng em. Mày đừng có căng bực năm. Rồi ok mọi người, ngày hôm nay Hùng rất là vui khi mà có mặt tất cả mọi người ở đây. Bây giờ Hùng thấy là thời gian cũng đã gần 11 giờ rồi. Và thoải mái nhưng mà mình sắp ngất xỉu rồi. Ôi giời, sau khi hát xong, sau khi hát xong được bồi dưỡng mấy bịch trái cây. Ok em, cái gì là FC Hà Nam Ninh. Ok, mình làm tấm hình trời ơi, trái cây như này. Ôi giời, đừng khóc mà. Thôi mà, không sao đâu, tình cảm bấy lâu nay. Ôm lại một cái nhờ lực. Bao nhiêu lâu nay ta tao không với các bạn. Từ ngày ta gặp mày ta xuống mẹ đăng ký. Rồi ok mọi người, chúng ta cùng nhau chụp tấm hình kỷ niệm nha. Bây giờ chắc là sau khi này chúng ta sẽ chụp một tấm hình chụp chung từng góc được không mọi người? Nào, đứng đi. Mày đứng ngay, đi. Đàng hoàng lên. Rồi mọi người ơi, bây giờ cho Hùng mượn một bó hoa ở đây nha. Xong rồi mình sẽ đi đến từng góc, chúng ta chụp hình chung với nhau được không mọi người? Bây giờ đây là góc này trước đi nha mọi người. Rồi, xin mời Mi ơi, mày đứng đi một chỗ này, gần 11 giờ đây, Mi. Mày bị điên, mày chụp bên trong một khung hình nhưng mày đi đâu? Tấm thiệp để đọc hả? Xin bây giờ đang ở đây. Rồi, ok, nào. 1, 2, 3 nào. 1, 2, 3, chúng ta cùng nhau bắn tim đi mọi người. Chết cha rồi, cứ nhìn mông mông như này chứ. Bên đây. Chúng ta đi chụp khoảng tầm 4-5 góc nha mọi người. Tháo dây bà tin ra đi. Này Mi ơi, mày hơi bị tốn thời gian đó. Đừng để nó cho mày úp mặt vào tường. Rồi ok, mày tháo cái giày patin ra đi. Ai tháo giày patin ra cho bạn này dùng Hùng ấy. Mày làm mất thời gian của mọi người quá. Rồi bây giờ là bên góc nào mọi người? Ok. Hùng ơi. Nào nhìn này, 2, 3. Ok, cảm ơn mọi người, bây giờ qua bên đây ha. Ok, đây ngồi đây. Đang chụp chung tắm luôn bạn. Đang chụp máy luôn. Ok, cảm ơn mọi người. Rồi, qua bên đây. Bên đây, đó là xong đúng không mọi người? Nào, chúc cảm ơn mọi người. 2, 3. Chưa gì nhìn ra mặt không? Cảm ơn. Ok, thank you mọi người nha. Bây giờ chúng ta lại qua bên đâu ta? Đang nào mọi người, Vi ơi tranh thủ đi rồi còn đi về này. Và chắc mình nó cũng hơi mệt rồi, tình mình chụp. Anh cũng yêu anh. Cảm ơn. Tùng đưa mặt ra. Ok, cảm ơn mọi người. Mình tranh thủ chụp xíu với mọi người. Thank you.
bây giờ một mình không thể đi hết được. Rồi ok, và đây nào. Ok, rồi bên góc này là góc cuối cùng đúng không? Góc cuối cùng. Ok chưa? Rồi, cảm ơn tất cả mọi người thành viên gia đình báo đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng là thời gian sắp tới khi mà MV Tiếng Trái Tim Anh ra mắt, mọi người ở đây sẵn sàng sẽ ở nhà cày view cho mọi người. Yeah, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you nha. Hôm nay mình cũng rất là cố gắng để kết nối tất cả mọi người ở đây rồi. Hy vọng rằng là chương trình hôm nay có thể mang lại cho mọi người những niềm vui và sự yêu thương hiểu gần nhau nhiều hơn nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Đợi chú phát biểu xong câu cuối. Chú tắt sở này con ơi. Ok, cảm ơn mọi người nha. Xem mình ở đâu. Ôi chắc mọi người ơi, nãy giờ cháu mình tới đây mình còn chưa được nói chuyện với cháu mình luôn á. Rồi. Chị ơi. Thành ơi. Xe đi, xe đi. Anh ơi, xin lỗi. Đừng anh ơi, đi đường này, đường này. Đi. Để xem quay cháu của anh. Đi. Được rồi. Nào, con chụp cho chú không? Được rồi, sáng luôn. Ôi, chết cha là còn 1% pin à? Chụp mấy cho cô, chụp mấy cả Hùng cái nào. Cho anh mượn cục sáng đi, còn 1% pin à? Em nhờ anh, em kiểu ảnh. Em kiểu đi đã. Để cho anh Hùng về đi. Đừng mang con đi nữa, tại vì chụp giờ chụp lật. Cho em kiểu đó. Sáng không còn pin được đâu. Đây là bấm. Đi. Đi ra xe đi anh ơi. Đứng đây chụp là tới sáng luôn á. Đi. Thôi đi. Đi kéo anh. Chụp là tới sáng luôn. Hai thẻ đâu em? Trung tâm hội nghị quốc gia. Em thầy rồi. Sao cái mặt em bị bóp ghê vậy? Không, đẹp trai mà. Bóp quá. Đẹp trai mà. Đẹp trai thầy Hùng đó.
ơi, ơi. Okay, cảm ơn mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ về mọi người ơi. Hôm nay đối với tất cả tình cảm của mọi người nhá. Đi vừa chụp đừng có đứng lại. Đi. Thì chưa chụp được với này Hùng kiểu này kìa. Tầm cuối kìa. Quá trưởng. Tại vì nhà một năm thì cái đấy nhở. Thôi đi vừa đi, có gì vừa đi vừa chụp được mà. Đi. Vừa đi vừa chụp thôi. 34. Đây mọi người, 34 người ơi, hô hấp nhân tạo cho thầy đi. Thầy sắp tắt thở này, áo ướt đẫm mồ hôi rồi. Nãy em nào đấm tay thầy mà lỡ rút cái nhẫn cho thầy xin lại nha, đây này. Nghẹt mũi quá, nghẹt mũi vậy. Ủa con Mi đã đi ra ngoài chưa ta? Đi ra trước rồi anh ạ. Trời ơi, anh ruột chở cháu ruột ra chơi mà không nói chuyện được luôn. Cháu nó phải đi về để mai nó đi học luôn. Quá mỏi. Đạt nữa sao anh ạ? Đạt đang bị những người như kia rồi. Đúng rồi, đi lại đồng kia trả đấy. Còn mùi nước hoa trên người ông trời. Vẫn thơm lắm, vẫn thơm. Cái mùi đó là chỉ một người ngửi được thôi. Có như táo mùi đầu này thì ăn bao nhiêu người gửi. Lúc nãy thì nó chưa có mà hôm nay em ai ơi, em là xin chị nhận, không cần đâu, chị nhận biết được người ta. Thầy toàn toàn sorry. Thầy sorry. Thế là có rồi mà để quên. Bởi vì anh em đang. Còn về Ninh Bình. Vẫn chưa chết, từ nãy giờ em cứ đứng ở chỗ đầu sóng à? Có cái xe xích lô ở đây đón ra. Xin chào 35k người đang xem nha. Cảm ơn mọi người là nãy giờ đã đồng hành từ buổi live stream cho đến bây giờ. Đi thẳng đi anh, trên đường trên mà. Đây. Mọi người ơi, mình nghe vui không? Đây rồi. Ngày mai em đi mà. Đi trả giày. Mệt rồi, mệt rồi. Mi ơi, cho em chụp kiểu hơi. Đi. Anh ơi, đi đường này. Đi về trên. Con
đi mệt rồi. Ở đây có cái loa kéo to này. Rồi ngày mai anh đi. Thằng nóng. Không bị ngợp không có gì. Trong kia đó. Rồi, con này. Đấy, đi lên đây. Hai chị tận ở trong hai cha lắm. Ở đâu, ở đâu? Hòa Bình. Hòa Bình. Gần quê mới nệ cái thầy. Đi từ 1 giờ chiều. Hôm nay phải dễ. Thế đến ngày mai hôm nay phải trông được ảnh. Tí là xe gần xe. Ngày nào cũng xem em bạn chồng có sắp đổi ra như phải nhà rồi. Đấy đông quá. Đi ra cái chỗ hai chị kiểu nhá. Thầy nhá. Đi vào nhờ caramel. Chồng sắp đuổi ra khỏi nhà rồi. Là đuổi có thầy xây nhà tình thương. Vẫn còn like à? Em vẫn còn like bao nhiêu người xem? 35.000. Ôi được cái Aman luôn. Ôi thế mà hồ mờ. Mà bây giờ mình nhận thấy anh. Mẹ mày nó té mà mày cười. Ký đầu mày bây giờ đó. Nụ cười bà là mục. Em có hồi nãy vơ được cái loa kéo. Tuy là không chất lượng nhưng mà vẫn có thể hát với mọi người được. Tháng này phải ra một lần thì bọn em chuẩn bị chu đáo hơn. À. Ôi sao trên trời lại có cái đường thì nhìn thấy như ánh sáng gì nhỉ? Thầy ơi, thầy ơi. Thôi rồi, bây giờ về nhà tình thương của thầy luôn. Đây đây bảo thầy rồi. Thầy ơi. Cho hai chị em học. Tại vì hai chị em. Hai ba. Thiệp gì mà tình cảm. Đây này, ơi, nhìn này. Đây này, đây này. Ánh sáng thôi. Ok. Hát rồi. Ôi, cảm ơn mọi người. Bye bye. Quay lại hả? Được. Quay lại để anh cầm được. Nhà hai nó mệt ơi là mệt. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, đuối quá. Vẫn còn 30,000+ người đang xem cái live stream này. Chứng tỏ rằng là nãy giờ mọi người chúng ta là dự giờ dường như là từ đầu đến cuối đúng không mọi người? Mọi người mình tịt mũi lắm rồi, mình thàn giọng mũi lắm rồi. Thế ra là ngày hôm nay là không có trong cái chương trình mà hát hò như này. Mình cứ nghĩ là chỉ ra giao lưu đơn giản một nhóm thôi. Ai ngờ là cái số lượng này rất đông như vậy. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái buổi livestream ngày hôm nay. Bây giờ mình vẫn chưa ổn lắm bởi vì mình rất mệt. Đúng không mọi người? Bye bye mọi người. Bị viêm họng mà vừa viêm họng vừa nghẹt mũi. Mọi người có đi vừa viêm họng vừa nghẹt mũi đó mọi người.
Đạt, Đạt nó đang đi sau mọi người, Đạt nó đang chụp hình trong đang đi sau mọi người yên tâm nha. Mọi người, đây đây Đạt đây rồi. Mọi người thấy Hùng có nhiệt tình không? Ra Hà Nội như vậy đã tạo lại được cái ấn tượng cho mọi người về hành trình của người kết nối chưa mọi người? Comment giúp cho Hùng mọi người. Đây là Đạt đây nè, Đạt nó lên rồi nè. Đó. Đấy giờ tưởng mày phải đi giải cứu. Đâu có. Ờ giờ đi ăn đi. Đi ăn. Bây giờ mình lên phố ăn. Đâu, chị Dương hẹn ngày mai mà. Anh hẹn với chị Dương ngày mai mà. Bật lại giúp em cái đèn anh ơi, em đang livestream anh. Ok, cảm ơn anh. Không có bị Covid đâu mọi người, mà do hôm bữa mình live xong mình về mình tắm đêm với mọi người nên là nó bị chị để dạy số đi để cho bọn chị có số rồi, đi phải cố ăn này nha, con lớn mệt cực kỳ đâu mọi người. Đi về, không có đi ăn đâu, không đi ăn. Bây giờ đưa mi về đi, ai về nhà về, còn ai đi ăn thì đi. Bây giờ còn mấy người ở dưới này đang ăn nói chuyện với nhau. Có tầm 5 người, 5 người. Chú cũng thế, chú phải ưng các bạn còn đi trong đi qua em đi xe sau. Chú vẫn là chị sao? Đẹp trai. Chị đi nha, mai gặp lại mọi người ở phố đi bộ tiếp nha. Thôi, mai thành nhau. Chết mà một hôm thôi bà. Mai ở phố đi bộ nữa hả? Mai lên Hồ Tây nha. Ôi giời. Hỏi xem có đi chùa không? Bye nha, chị về tiếp qua. Dạ em cảm ơn mọi người nha. Xin chào, chào mọi người. Chào nha. Mai thành nhà lên Hồ Tây đi nha. Sao lại cứ ra soi bịch nước mía ngoài vậy trời ơi, tôi phải lấy cái này tôi che lại. Đấy, không rồi không? Ra đây mà cứ... Chết rồi, chết rồi. Chết rồi, mệt lắm rồi. Đang nói chuyện rất dài. Cần chú Hùng phải có một trái ở một cái đầu lạnh. Một trái tim yêu thương. Mày cập bến được. Yeah, cảm ơn mọi người. Âm thầm theo dõi rồi. Ủa? Chào mọi người nhé. Gọi về nhân viên nhé, để em về luôn. Khổ mình bị cái mụn đó mọi người. Thức khuya nhiều quá nó lên một cái mụn ở đây này. Nhi ơi đi không? Không được, chị khó đâu em vào nhà. Má giỡn hoài. Má giỡn hoài. Kính đây, kính đây mọi người, kính mình đang cầm đây. Bye bye mọi người nha. Mình nghẹt mũi lắm rồi. Mọi người ơi, chắc là mình tắt live stream nha mọi người. Mình mệt quá. Nãy giờ live stream cũng... Cũng mấy tiếng rồi. Giờ mệt quá không có. Đến được hai người nữa. Để sau đây. Số này đúng không? Số này lên nhiều hoa nữa à? Mệt lắm rồi, không cười được rồi. Đúng. Nhưng mà chị Thúy ơi, Nhi này nhá. Số này không dễ chuẩn bị. Đi nào, không còn ngồi đâu. Nam viên mọi người. Chào mọi người nha. Nhi ơi. Nghe mỗi quá là không chào to được à? Chị ơi, dưới đây người. Mọi người ơi, bây giờ chắc Hùng xin tắt livestream nha. Mình livestream từ nãy giờ cũng nhiều quá rồi. Hôm nay đã cống hiến hết mình trong cái buổi live này rồi. Hy vọng là mọi người chúng ta cùng đồng hành tiếp tục trong cái hành trình này để tạo ra những điều tuyệt vời. Mình là người kết nối Trần Quang Hùng. Đây, để dâu chào mọi người tắt livestream này. Mi chào mọi người tắt livestream này Mi. Anh ơi cho em mở cái cốt sau này. Rồi mọi người ơi, tôi với con Mi đều đuối lắm rồi. Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình đã cống hiến 100% năng lượng cho các bạn ở ngoài Hà Nội rồi. Hẹn gặp mọi người trong hành trình sắp tới nha. Mọi người nhớ nhấn follow ủng hộ thêm cho kênh của mình nha. Follow tăng khá là chậm đấy. Và nhớ ủng hộ đăng ký kênh YouTube của Hùng để sắp tới xem được cái bài hát MV Tiếng Trái Tim Anh mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp.